Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác làm thợ bẫy chim đêm trên mọi miền Tổ quốc. Mai số bên em lại làm một cái video để giới thiệu cho các bác là những cái bộ sản phẩm phục vụ cho các bác là đánh chích ré này, hoặc là cúm núm gà đồng, những cái con chim tô ấy. Thì cái bộ sản phẩm đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho các bác là cái âm ly 263 nhé. Thì cái âm ly và cái check kèn này thì nhà em đã sử dụng rồi. Đấy, đã sử dụng qua 2 vụ rồi và vẫn sử dụng rất là tốt về cái âm ly này, và cũng rất là nhiều bác khách tin tưởng. Thì âm ly 263 này thì cái vỏ hộp ở bên ngoài nhé, được sơn màu xanh, vỏ hộp sơn màu xanh này, và tất cả những cái lúm điều chỉnh của nó thì cũng rất là đơn giản thôi. Đây là một cái lúm điều chỉnh âm lượng này, điều chỉnh mic, thì cái này các bác có thể là hát karaoke cũng được nhé, các bác có thể cắm mic vào đây. Còn một cái là điều chỉnh bass này, một bên là điều chỉnh check nhé. Đây tất cả các lúm điều chỉnh này, qua bài này, lặp lại bài này, quay lại bài ở cái lúm điều chỉnh ở bên trên này hết. Nói chung là sử dụng rất là chi là đơn giản thôi. Và đằng sau đây thì nó có một cái công tắc bật mở nhé. Thì cái âm ly này các bác có thể là chạy điện lưới 220V hoặc là có thể là chạy được ắc quy. Các bác nếu mà muốn chạy điện lưới thì các bác cắm điện lưới vào, và các bác nếu mà muốn chạy bằng ắc quy thì các bác có thể là đấu vào cái nguồn này. Thì cái nguồn này thì nhà em sẽ tặng kèm nhé. Em giới thiệu là nhà em sẽ tặng kèm một cái nguồn và một cái đầu lọc thẻ. Cái đấy thì để video sau thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Còn về cái đây nó có một cái công tắc bật mở này, công tắc bật mở nhé. Và đây là những cái chỗ để mình đấu ra, những cái rắc để mình đấu ra, chẳng hạn như là loa phóng hoặc là check kèn. Các bác cứ lưu ý là đấu nhé, một nguồn đỏ này và một nguồn đen. Một nguồn đỏ như này là đấu được hai cái này. Đấy là về cái mặt đằng sau. Còn tất cả những cái âm ly để điều khiển từ xa, như cái này thì các bác có thể điều khiển từ xa, thì các bác kéo anten này lên. Đây nó có một cái tay đầu mót là đi kẹp này. Cái tay đầu mót này thì em cũng đã sử dụng rồi, thì nó vẫn còn bụi bẩn này. Đấy, sử dụng 2 mùa rồi, nói chung là thấy rất là bền. Đấy, về cái tay đầu mót. Còn về cái bộ sản phẩm thứ hai là cái check kèn. Đấy, cái check kèn nhé. Đấy, nó có một cái kèn ra mà một cái check tép này. Đấy là về cái sản phẩm check kèn. Thì cái check kèn này thì các bác cũng chỉ việc về các bác lấy cái dây điện này, các bác đấu. Đây em sẽ chia sẻ một chút là về các bác đấu, thì các bác đây đấu hai nguồn dây điện này vào nhé. Nó có hai cái chỗ cắm này, thì các bác có thể là đấu vào đây, các bác bỏ ra các bác đấu. Đấy, các bác lưu ý là đấu vào rắc đây nhé. Nếu hôm trước có một bác là cắm cái rắc này lại đấu vào ắc quy. Đấy, các bác lưu ý là khi mà mình mua cái sản phẩm về thì mình cũng phải lên là tìm hiểu kỹ, hoặc là nếu mà các bác mà mua sản phẩm bên em ấy mà chưa hiểu rõ thì các bác có thể là gọi điện trước khi mình đấu nhé. Đấy là các bác mà làm thợ nghiệp dư mới đi đánh lần đầu ấy. Đấy, các bác lưu ý là đây các bác phải đấu là mỗi bên là một nguồn nhé. Đấy, đấu như vậy là được thôi. Còn nếu mà hôm trước là có một bác lại đấu ắc quy vào cái nguồn này, rất là dễ là gây ra cái cháy ngay cái ắc quy và cái cháy ngay cái âm ly này ngay. Đấy là về cái cách đấu. Còn về cái bộ sản phẩm tiếp theo mà em muốn giới thiệu cho các bác là cái loa. Đây là hàng loa toa Indo nhé. Nhà em thì cung cấp cả hàng Việt Nam, cả hàng Indo, hàng 10W này, hàng 15W và hàng 30W. Thì video này thì em giới thiệu cho các bác là cái hàng 15W. Thì cái loa này là hàng chính hãng của Indo nhé. Đấy, các bác có thể là về các bác check mã vạch này. Nên nó có cả mã vạch này. Các bác về các bác check. Nếu mà đúng cái sản phẩm của hàng Indo thì các bác mới phải nhận hàng nhé. Đấy, đây nó có cả tem. Đấy, tem của hàng Indo này. Loa toa bên ngoài đây. Em sẽ bỏ ra em cũng giới thiệu cho các bác luôn. Sẽ bỏ cái loa này ra. Đấy, khi các bác mà đặt hàng thì nhà thì em sẽ đóng trong một cái hộp như này, có đơn. Đấy, hàng loa toa hàng Indo nhìn nó cũng rất là xịn sò rồi. Đây nó có một cái quyển hướng dẫn sử dụng này của tiếng Indo, nhưng mà tiếng này em cũng không biết đọc được. Đấy, và đây. Đấy, khi đóng hàng gửi đi thì nó sẽ ở trong một cái túi ni lông này để đảm bảo là mình vận chuyển nên nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái phần âm thanh chất lượng. Ở đây nó có đọc một cái dây nguồn nhé. Đấy, các bác ở trong cái loa này nó cũng có cả mã vạch nhé. Đấy, các bác cứ check mã vạch thoải mái. Còn ở trong này nó có một cái dây nguồn này. Đấy, để cái đảm bảo cho các bác là lại cũng lại đấu vào đây. Đấy, đấu giống như cái check kèn thôi. Đấy, rất là đơn giản. Thì đây là hàng 15W nhé. Nhà em có cả hàng 10W và hàng 30W nữa. Đấy là vài cái sản phẩm loa. Còn vài cái sản phẩm lưới. Lưới thì nhà em cung cấp từ lưới 4,6 phân đến lưới 8 phân nhé. Thì cái đây là cái lưới 8 phân để phục vụ cho các bác là đánh chích này, đánh gà này, đánh những con chim tô á, đánh đêm. 8 phân này, đây là tay lưới 100m, thì nhà em có cả loại 50m và một loại là 100m nhá. Đây sợi của nó sợi 22 này.
nó gồm 4 túi và 3 cọc, 5 giường 4 túi và 3 cọc nhé. Đây cái này là 100m là 5 cọc. Đây em ghi nhầm các bác. À đây là quận 50m. Đây là quận 50m, còn quận 100m thì mới là 5 cọc. 5 giường 4 túi và 5 cọc là cái quận 100. Còn cái quận mà 50m này thì nó chỉ có 3 cọc thôi các bác. Phục vụ cho bác là đánh chích ré này, gà đồng rồi những con chim to thì các bác sử dụng những loại lưới to như này. Thì các bác, em giới thiệu thêm cho các bác là nhà em cung cấp tất cả những cái phụ kiện mà bẫy chim nhé. Đấy, phụ kiện đánh chim đêm. Các bác mà có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên nhé. Hoặc là các bác có thể là kết bạn Zalo. Đấy, bên em sẽ gửi hình ảnh trực tiếp. Và cái nữa là các bác có thể là để lại cái số điện thoại mà ở phần dưới bình luận ấy, thì bên em sẽ có nhân viên là tự chủ động liên hệ trực tiếp cho các bác và kia phương thức bán hàng nhà em. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau.